cá nhân mình thì sau một lần làm việc với Vũ thì mình cảm thấy đây là một nhân viên rất là giỏi về mọi mặt. Cậu ta rất là năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chủ động các công việc, luôn giúp đỡ anh em mỗi khi gặp khó khăn và sự cố. Chị thì thấy là cũng là một người rất là nhiệt tình, rất là năng nổ và hỗ trợ khách hàng rất tốt. Thì khách hàng lắp thì triển khai rất là nhanh, khách hàng phản hồi rất tốt. Chào tất cả mọi người, mình là kỹ thuật viên ở trong địa bàn cùng với bạn Vũ. Thì trong một năm làm việc với bạn ấy thì mình có một vài cái nhận xét về cái bản thân của Vũ. Thì có một cái người đồng nghiệp như thế hỗ trợ công việc thì mình rất là yên tâm. Thì bạn ấy làm việc rất là chuyên nghiệp, tác phong thì rất là ok, không có gì để chê trách cả. Khách hàng thì mình thấy là cũng dành rất nhiều lời khen ngợi cho Vũ. Chào tất cả các bạn, anh em tin Hà Long ai cũng biết Dương Thành Vũ là một cậu nhân viên rất là năng động, hoạt bát và luôn giúp đỡ anh em đồng nghiệp trong công việc. Một năm qua đối với cậu là một cố gắng và thử thách, cậu đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đã đặt ra. Chào tất cả mọi người, để nhận xét về Vũ thì mình thấy Vũ là một người rất là nhiệt tình trong công việc, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, rất là hài hước, đẹp trai, hóm hỉ. Trong năm 2018 thì Vũ tiếp tục giữ vững phong độ trong công việc, tuy nhiên là cũng không quên dành thời gian để sớm tìm được một nửa yêu thương, phát cảnh